Buổi sáng đừng ăn cơm, cứ ăn 3 thực phẩm này, bổ gấp vạn lần nhân sâm Hàn Quốc. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý cô bác, bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Mặc dù nhiều cô bác có thói quen ăn uống đầy đủ, thế nhưng lại lựa chọn đồ ăn sáng sai cách. Tôi biết rằng nhiều cô bác ở đây thường lựa chọn những món ăn nhanh như là bún, phở, bánh mì hoặc các đồ ăn đóng hộp bởi vì chúng vừa tiết kiệm thời gian chế biến lại vô cùng ngon miệng. Tuy nhiên, có thể là cô bác chưa biết đó thôi, hầu như những món mà cô bác thường ăn sáng đều không mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Thậm chí, một số món ăn còn ngược lại gây hại cho sức khỏe mà cô bác không hề hay biết. Vậy thì đâu mới là thực phẩm lành mạnh để cô bác bổ sung vào thực đơn bữa sáng của mình? Trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ chia sẻ đến cô bác 3 món ăn sáng cực kỳ bổ dưỡng, vừa nhanh lại vừa dễ làm. Cô bác ăn vào sẽ giúp ngăn ngừa ung thư, không lo bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Xin mời cô bác cùng theo dõi để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình nhà mình những món ăn thật đầy đủ dinh dưỡng, cô bác nhé! Món ăn sáng đầu tiên có chứa nhiều chất dinh dưỡng mà cô bác không nên bỏ qua, đó chính là bột yến mạch. Cô bác nào ở đây đang ăn kiêng, giảm cân thì chắc chắn đã quá quen thuộc với bột yến mạch rồi, có đúng không nào? Đây là một trong những món ăn sáng mà nhiều cô bác lựa chọn vì chỉ cần pha thêm một chút sữa tươi không đường thì chúng ta đã nhanh chóng có được một bữa sáng vừa ngon lại không lo bị dư thừa chất béo. Thế nhưng lợi ích của món ăn này không chỉ dành cho những ai muốn đẹp da và cải thiện vóc dáng thôi đâu cô bác. Thực tế mà nói, điều này đúng nhưng chưa đủ cô bác nhé. Ngoài công dụng vừa rồi mà cô bác đã biết ra thì ăn bột yến mạch vào buổi sáng còn giúp cho cơ thể tăng cường thể lực, loại bỏ đi một số căn bệnh mà cô bác thường gặp nữa. Đầu tiên đó là phải kể đến khả năng chống lại một số vấn đề về ung thư. Một nghiên cứu từ các chuyên gia về sức khỏe cho thấy rằng trong yến mạch có chứa chất lignan. Chất này có tác dụng ngăn ngừa, giảm thiểu các bệnh về ung thư như là ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư ruột kết, tuyến tiền liệt và đặc biệt là rất tốt đối với cô bác nào đang trong độ tuổi tiền mãn kinh. Bên cạnh đó, cô bác nào mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc có người thân mắc bệnh này chắc cũng biết rõ rồi. Người bệnh thường có lượng đường huyết không ổn định. Và theo các nghiên cứu thì chất beta-glucan có trong yến mạch sẽ mang lại hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường huyết của cơ thể chúng ta. Vậy nên nếu cô bác đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát lượng đường huyết thì nên thường xuyên ăn sáng bằng yến mạch để có thể ổn định lượng đường huyết cần thiết trong cơ thể. Hơn nữa, cô bác nào do áp lực từ công việc mà thường xuyên mệt mỏi thì ăn một bát cháo yến mạch cũng sẽ rất nhanh mà thấy thoải mái hơn. Bởi lẽ trong yến mạch có chứa rất nhiều kẽm, canxi, sắt và vitamin B, có công dụng tăng cường trí nhớ, cực tốt cho hệ thống thần kinh. Thế nhưng tất nhiên, món ăn nào nếu ăn nhiều quá thì cũng không tốt. Do vậy, vào bữa sáng, cô bác chỉ nên ăn khoảng 200g yến mạch, khoảng một bát con dùng để ăn cơm là hợp lý nhất cô bác nhé. Món ăn thứ hai cực tốt cho sức khỏe mà cô bác nên ăn vào bữa sáng đó chính là sữa chua Hy Lạp. Tôi chắc chắn rằng nhiều cô bác ở đây vào bữa sáng thường ra đầu ngõ hoặc là các hàng quán để mua bún phở về cho gia đình mình, có phải không nào? Món này không chỉ là đặc trưng của từng vùng miền mà nó còn được chế biến sẵn, ăn vào thì kích thích vị giác vô cùng. Thành ra nhiều cô bác tưởng vì như vậy mà ấm bụng rồi, đã có thể đảm bảo năng lượng để cô bác có thể hoạt động trong suốt buổi sáng. Tuy nhiên trên thực tế, các chuyên gia về dinh dưỡng đã đánh giá rằng món này có mặt hại cho sức khỏe nhiều hơn so với mặt lợi đấy của bác. Cô bác có thể thấy rằng bún phở là những món ăn có chứa nhiều nước nên khá nhiều cô bác có thói quen ăn nhanh, nuốt vội mà không cần phải nhai kỹ. Tuy nhiên, thói quen không nhai kỹ này có thể khiến cho thức ăn không được nghiền nhỏ ra, không được nghiền kỹ trong khoang miệng của cô bác. Như vậy, vô tình sẽ gây nên áp lực khiến cho dạ dày, hệ tiêu hóa tăng thêm gánh nặng. Và nguy hiểm hơn, nếu cô bác có thói quen khi ăn bún phở thường uống nhiều hoặc uống hết nước phở trong bát, thì lượng muối trong cơ thể của bác cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Vậy nên, thay vì ăn bún phở, thì cô bác hãy chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhà mình bằng sữa chua Hy Lạp, ăn cùng với các loại hạt nhé. Nói đến đây, cô bác sẽ cho rằng, ăn như vậy thì hẳn là sẽ rất đói, hại dạ dày, chứ chẳng có bổ béo gì đâu. Tuy nhiên, có thể là cô bác chưa biết đó thôi. Sữa chua Hy Lạp là một đồ ăn thơm ngon, bổ dưỡng, được sản xuất bằng cách lọc váng sữa và chất lỏng khác từ sữa đông và tạo ra một loại sữa chua có chứa nhiều chất đạm. Hơn nữa, có một ưu điểm khi mà cô bác ăn sáng bằng sữa chua Hy Lạp.
đó là chúng có chứa một nguồn cung cấp men vi sinh tốt, giúp cho đường ruột được khỏe mạnh. Mà cô bác cũng biết rồi đấy, men vi sinh trong sữa chua còn có khả năng giúp cho cô bác giảm táo bón, làm dịu hệ tiêu hóa một cách an toàn. Chưa kể, các đặc tính làm dịu của sữa chua cũng giúp chống trào ngược axit và thực quản. Do đó, khi cô bác sử dụng sữa chua hàng ngày thì sẽ giảm được nguy cơ ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, một điều mà cô bác cần lưu ý để tránh dẫn đến tình trạng bị đói khi hoạt động quá nhiều, đó là cô bác nên trộn sữa chua Hy Lạp cùng với các loại hạt để tăng thêm chất dinh dưỡng, cô bác nhé. Và loại thực phẩm cuối cùng tôi muốn chia sẻ tới cô bác, đó chính là quả mọng. Cô bác nào nhà có con là sinh viên hoặc đang tuổi ăn tuổi học thì cứ để ý mà xem. Các cháu thường có một thói quen chung rất khó bỏ, đó chính là ngủ nướng, có đúng không nào? Điều này không chỉ thay đổi giờ sinh học của các cháu, mà đồng thời bữa sáng của các cháu cũng xem như đã mất đi. Trong khi đó, theo nghiên cứu từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, thì tuổi thọ trung bình của người ăn sáng đầy đủ sẽ cao hơn so với người bỏ bữa sáng, lên đến 2,5 tuổi. Vậy nên, nếu cháu nhà mình đang giữ thói quen này, thì cô bác nên khuyên bảo ngay. Tuy nhiên, cô bác cũng không nên quá nóng vội, vì việc thay đổi giờ giấc sinh hoạt cần phải có thời gian để các cháu thích nghi. Trước mắt, thay vì bỏ luôn bữa sáng, thì cô bác có thể để cháu nhà ăn sáng bằng các loại quả mọng sau khi thức dậy muộn, cô bác nhé. Nhiều cô bác ở đây sẽ thắc mắc, làm như vậy thì có được lợi ích gì không? Tôi cũng xin chia sẻ luôn, quả mọng thường tiêu hóa rất nhanh, đồng thời cũng cung cấp đầy đủ các loại vitamin và chất dinh dưỡng, chẳng khác gì các món ăn cả. Trong khi đó, nhiều cháu dậy xong thì vội vàng đi học, có thể ăn nhanh quả mọng để không tốn nhiều thời gian mà cơ thể vẫn không bị mất sức. Trên thực tế, trong 120g quả dâu tây, khoảng 4 quả đã cung cấp đến tận 8g chất xơ rồi. Hơn nữa, các loại quả mọng cũng có chứa các chất chống oxy hóa, giúp cho trái tim khỏe mạnh, đồng thời làm giảm các dấu hiệu viêm, ngăn ngừa cholesterol trong máu và giữ cho các tế bào của cơ thể luôn được khỏe mạnh. Một số quả mọng bổ dưỡng mà cô bác có thể mua cho cháu như là quả việt quất, quả mâm xôi hay quả dâu tây. Đặc biệt, các loại quả này có lượng đường thấp hơn hầu hết các loại trái cây, nhưng lại có chứa lượng chất xơ cao hơn. Nên cô bác nào đang bị bệnh tiểu đường thì cũng nên ăn thường xuyên, cô bác nhé. Bên cạnh đó, cô bác cũng lưu ý, nếu chỉ ăn quả mọng mà không mang lại cảm giác cơ thể đủ no, thì cô bác nên ăn kèm với một hộp sữa chua hoặc một hộp phô mai vào bữa sáng để bổ sung dinh dưỡng, cô bác nhé. Cô bác có thể thấy rằng những thực phẩm vừa rồi không quá đắt đỏ, thế nhưng chúng lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, trong các bữa sáng, cô bác nên ưu tiên ăn 3 loại quả mà tôi vừa chia sẻ vừa rồi. Bên cạnh đó, cô bác cũng cần phải lưu ý rằng, dù bữa sáng có bổ dưỡng như thế nào, nhưng nếu cô bác ăn sai cách, sai thời điểm thì lợi bất cập hại. Thậm chí cô bác còn tự sức họa vào thân chứ chẳng chơi. Nhiều trường hợp mắc phải bệnh đau dạ dày, cao huyết áp, nguy hiểm hơn là bệnh nhồi máu cơ tim cũng chỉ vì nguyên nhân này thôi, cô bác. Vậy nên, trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ ra 2 sai lầm trong việc ăn sáng cực kỳ hại mà cô bác hay mắc phải. Xin mời cô bác cùng theo dõi để chủ động thay đổi thói quen tai hại này, cô bác nhé. Sai lầm thứ nhất mà rất nhiều người mắc phải đó chính là ăn sáng sai thời điểm. Tôi chắc chắn rằng cô bác nào ở đây có bố mẹ chồng đã lớn tuổi, việc ăn uống đều do một tay cô bác chăm lo thì thường có tâm lý sợ các cụ ăn uống thiếu chất sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy nên, nhiều cô bác dù bận trăm công nghìn việc nhưng luôn đảm bảo 3 bữa thật nhiều món ăn hấp dẫn để các cụ ăn ngon miệng và đưa cơm hơn. Mặc dù chu đáo là như vậy, nhưng hầu hết cô bác thường ít khi chú ý đến khung giờ ăn sáng, có phải không nào? Thông thường các cụ sau khi ngủ dậy sẽ tập thể dục buổi sáng rồi mới ăn. Thế nhưng, dạ dày chưa kịp tiêu hóa hết thì đến 11 giờ các cụ lại dục dịch ăn bữa trưa rồi. Thậm chí nhiều cô bác còn lo lắng đến mức đang làm dở việc nhà, nhìn đồng hồ thấy quá 10 rưỡi là sốt sắng đi nấu cơm ngay vì sợ sẽ chậm trễ bữa ăn của các cụ. Tuy nhiên, đây là một trong những việc làm tai hại mà nhiều cô bác có thể chưa biết đâu. Cô bác nên nhớ rằng, với thời gian ngắn như vậy thì lượng thức ăn chưa tiêu hóa hết dẫn đến tình trạng bữa trưa ăn không ngon miệng hoặc chán không muốn ăn. Hơn nữa, việc ăn sáng xong không có thời gian nghỉ ngơi ít nhất là 30 phút mà lại làm việc ngay sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, không tốt cho hệ tiêu hóa đâu cô bác. Theo các chuyên gia về sức khỏe cho biết, thời điểm tốt nhất để cô bác ăn sáng là từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, bởi vì đây là thời điểm mà axit dạ dày tiết ra mạnh, tiêu thụ thực phẩm và lúc này sẽ tốt cho dạ dày.
nếu cô bác ăn sáng sau 9 giờ sẽ dễ gây đầy bụng. Tuy nhiên, cô bác cũng không nên ăn sáng luôn ngay sau khi thức dậy, mà thay vào đó hãy uống một cốc nước lọc, hít thở thư giãn cơ thể khoảng từ 20 đến 30 phút, sau đó bắt đầu ăn uống là tốt nhất cô bác nhé. Sai lầm thứ hai mà cô bác nên bỏ ngay đó là uống quá nhiều trà hay cà phê vào buổi sáng. Trà hay cà phê là những thức uống ưa thích của nhiều cô bác vào buổi sáng. Hầu hết cô bác thường cho rằng với một tách trà hay cà phê thì sẽ rất tốt cho sức khỏe và tâm trạng của chúng ta. Nhất là vào lúc này, cơ thể của chúng ta đang trì trệ, thiếu năng lượng thì hẳn là một ly cà phê sẽ giúp cho cô bác tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, cô bác lại không hề biết rằng điều này đôi khi cũng gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Nói cụ thể hơn để cô bác có thể hiểu, đó là việc dùng quá nhiều trà cho bữa sáng sẽ gây ra những tác dụng không mong đợi như buồn nôn, choáng váng. Triệu chứng này còn được gọi là bị say trà đấy cô bác. Thế nhưng nguy hiểm hơn, các chất như catechin và chất chống oxy hóa có trong trà sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới túi mật của chúng ta, tạo ra cảm giác chán ăn và cũng ảnh hưởng đến men răng của chúng ta nữa. Tương tự đối với cà phê, caffeine có trong cà phê sẽ gây ra những tác dụng không mong muốn khi cô bác dùng quá nhiều, như là kích thích các hormone gây stress, tạo cảm giác thèm ăn, khiến cho cô bác ăn nhiều hơn vào bữa sáng và dẫn đến thừa cân. Đồng thời, caffeine còn kích thích dạ dày tiết ra dịch vị, gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa của chúng ta. Vậy nên tốt nhất, cô bác chỉ nên uống những loại nước này sau khi đã ăn sáng no để đảm bảo cho sức khỏe của bác nhé. Như vậy có thể thấy rằng, mặc dù bữa sáng là vô cùng quan trọng, tuy nhiên cô bác cũng phải ăn đúng cách và lựa chọn cho mình thực phẩm thích hợp thì mới có thể mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và đặc biệt, cô bác nên ưu tiên một trong ba món ăn sau đây. Món ăn sáng đầu tiên có chứa nhiều chất dinh dưỡng mà cô bác không nên bỏ qua, đó chính là bột yến mạch. Món ăn thứ hai cực tốt cho sức khỏe mà cô bác nên ăn vào bữa sáng, đó chính là sữa chua Hy Lạp. Và loại thực phẩm thứ ba mà tôi muốn chia sẻ tới cô bác, đó chính là quả mọng. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác, đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ và lo lắng tiêu cực. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.